Đây mới là cái chất của MC khi mà tất cả mọi người cần phải thấy từ trong ra ngoài. Anh là cái người biết nhiều chuyện nha, chứ anh không phải là cái người đi nhiều chuyện của người ta. Và vô tình những chuyện anh biết thì bao gồm là hiện nay trong chương trình chúng ta có vài thí sinh đó, người ta yêu nhau quý vị. Mà hả, người ta phải đấu với nhau quý vị. Lỡ thắng vợ sao ta? Bung cái nóc nhà luôn. Anh không biết nói gì hơn là chúc cho mái nhà của MCK hôm nay còn nguyên vẹn. Em cũng chia sẻ luôn, MCK là một người trẻ và lúc nào cũng có một cái tôi và sự háo thắng nhất định. Khi mà em biết bạn đấu với Tờ Linh đấy, em nói thẳng với MCK luôn, anh cảm thấy chưa tự tin lắm. Tờ Linh nuốt em với một khủng khiếp quá. Em sử dụng cái nội dung chủ yếu để nói ra những lời từ sâu trong lòng mình, nên nó chưa có quá nhiều punchline hay là ẩn dụ gì. Cái thế giới rap này, nếu mà chỉ có trình diễn và delivery không, nó sẽ không đủ. Và cái sự thâm sâu trong ngôn từ, nó mới là cái thứ vũ khí chết người nhất. Em là một sinh vật không thể xem thường được đâu. Lời hại. Anh cũng rất là thích cái hình ảnh này của Tờ Linh, nó rất là chiến, rất là thật, rất là real. Em muốn đem cái chất của mình tỏa ra, em dám nghĩ dám làm trong cái tiết mục lần này. Tuy nhiên nó rủi ro. Đây là một cái hòa thanh khá là khó, nên là mình chọn lọc hơn một tí, đặt các cái nốt, các cái melody vào trong cái phần rap ở trong bài này ấy, nó đúng hơn. Dù cho cái kết quả nó là ai đi tiếp vào vòng trong thì anh nghĩ tụi em đã làm quá tốt và mình nên tự tin là mình đã thắng chính bản thân mình. Sư boy, thôi đừng hỏi em. Khó. Tới vòng 3 này thực sự là tất cả sự lựa chọn quyết định đều rất khó. Mà khó nhất là không có cái bản nào dễ hết á, anh nói thiệt á. Em không biết mọi người sao đối với em, bản này cũng sẽ là một bản tử thần đấy. Bản nào cho tử thần? Hiện tại thì mình cũng đang gại khá là với cả một anh. Đây là FCK ở trong team của anh Tarik. Nếu mà mình và em yêu của mình được vào vòng trong mà đấu với nhau, chắc chắn là ban giám khảo sẽ rất là đau đầu nếu phải đưa ra quyết định loại một trong hai. Nếu mà phải đấu thì em có ngại gì đâu. Nam, 20 tuổi, nhiều hoài bão đang nuôi, công việc rất đống, chưa biết khi nào mới xong xuôi. Hàng đóng cuộc gọi mỗi ngày, thông báo suốt ngày ngày, những deadline phải chạy, những món đầu tư món nợ và cho vay. Nữ 20 tuổi, theo đuổi những gốc mà xa, mang trong mình tình yêu nhưng không dám đánh đổi với những cá chân hoa. Chân không nhường nhún nhảy trên sàn, tay luôn dính vào những phím đàn, vẫn luôn tự dặn thời gian đâu có nhiều, đừng mốc mà thích anh nha. 20 tuổi rắc rối và nhiều lần tự hỏi làm người lần khó ghê, sao người ta chịu nổi. Không dám tin người ta là câu trả lời, nhưng mà chắc một điều người ta khiến mình quên đi những câu hỏi. Để cố gắng cho một tương lai, yêu thương trong tự do tự tại, thoải mái cứ muốn là ôm hôn, và tiếng yêu thích là tiếng. Dù lắm lúc có thể gãi vã hoa, nhưng mà gần nhau thì dễ làm hòa. Từ giờ đến lúc không phải xa nhá, thăm gió tặng cái nhá. Vui, tự hào. Sau cái tập 3 đúng không? Tập 3 của chương trình Rap Việt thì em yêu của mình đã được blow up, nói chung là một ngôi sao. Thế nên là mình cũng cực kỳ là vui, cực kỳ là tự hào, cực kỳ là, nói chung là tự hào lắm các bạn. Các bạn phải hiểu là mình tự hào. Nếu mà mình và em yêu của mình được vào vòng trong mà đấu với nhau thì cái đấy không gọi là đấu nữa, mà cái đấy nó sẽ là âm nhạc. Mình sẽ làm những cái thứ mà nó thuần túy là cảm xúc luôn. Khi mà đã tìm được đúng người match rồi ấy, thì cái cảm xúc của nó sẽ được nâng rất là nhiều lên. Chắc chắn là ban giám khảo sẽ rất là đau đầu nếu phải đưa ra quyết định loại một trong hai. Hiện tại thì mình cũng đang gại khá là với cả một anh. Đây là FCK ở trong team của anh Tarik. Mình nghĩ là hiện tại thì bọn mình đang ở hai chiến tuyến khác nhau, nhưng mà nếu mà giả sử mà bọn mình được vào sâu vào vòng trong và có cơ hội được đấu với nhau thì mình nghĩ là lúc đấy là nó sẽ là một cái cú nổ. Lúc đấy là mình với cả anh MCK sẽ không nể nang nhau gì đâu. Lúc đấy là sẽ làm nhạc căng thẳng luôn đấy. Nếu mà phải đấu thì em cũng có ngại gì đâu. Bởi vì Tờ Linh hồi trước thì cũng đã viết nhạc rồi, nhưng mà chưa viết rap. Mấy tháng gần đây mới viết rap. Thế nên là đôi đúc dùng những cái từ ngữ, cái lyric chưa được đủ sâu, đủ chuẩn. Nhưng mà không sao, bởi vì em ấy có cái thế mạnh rất là hay, là bởi vì em ấy có một cái melody rất là sáng tạo, được rất là tây. Đôi khi mình cũng không làm được như em ấy đâu, anh ấy là một cái đẳng cấp khác rồi. Gì gì? Mình quen được anh ấy và mình bây giờ mình đang
có cơ hội được ở gần anh ý nhiều hơn thì nó thực sự là rất là may mắn, vì mình cảm thấy như kiểu là bọn mình ở bên cạnh nhau và bọn mình đã support nhau lên rất là nhiều, bọn mình cho nhau những cái năng lượng tích cực để mà bọn mình vừa làm được những việc liên quan đến sự nghiệp tốt hơn, nhưng mà cùng với đấy thì những cái việc khác trong cuộc sống bọn mình cũng cảm giác như kiểu là tất cả mọi thứ đã được boost lên ấy. Cái điểm mạnh mà mình cảm thấy thu hút nhất và mình yêu thích nhất đó là cái sự mà anh ý luôn luôn là chính bản thân anh ý, và anh ý luôn luôn có cái khả năng dám làm, dám chịu, và anh ý không bao giờ sống sai với những cái suy nghĩ mà anh ý đưa ra. Mình nếu mà đã nói là yêu rồi thì mình yêu tất cả mọi thứ của Tờ Linh. Gì? Em nghĩ là đấy là sự cố ý của ban tổ chức. Cố ý của ban tổ chức. Đúng không? Đúng không? Mọi người cố tình đúng không? Mọi người cố tình đúng không? Mọi người không thích cho em yêu nhau luôn. À, không được. Mọi người muốn bọn em đấm vào được, nhau nhưng mà được. Không được. Bọn không thể phá hoại hạnh phúc của gia đình này. Mình với cả anh MCK sẽ không nể nang nhau gì đâu. Lúc đấy là sẽ làm nhạc căng thẳng luôn đấy. Nếu mà phải đấu thì em cũng có ngại gì đâu. Cái đấy không gọi là đấu nữa, mà cái đấy nó sẽ là âm nhạc. Mình sẽ làm những cái thứ mà nó thuần túy là cảm xúc luôn. Khi mà đã tìm được đúng người match rồi ấy, thì cái cảm xúc của nó sẽ được nâng rất là nhiều lên. Thì vẫn cứ là tinh thần trên tinh thần đấy. Nhường một tí. Nhường một tí. Lương lẹo dã man ấy. Lương lẹo dã man ấy. Không cô đơn em. Không cô đơn. Anh Long mà được đi tiếp. Không em ở cô lại đơn. Em nấu cơm anh luôn. Em nuôi anh ý để cho anh ý chơi. Béo. Để cho anh ý béo. Tờ Linh mà được đi tiếp thì em sẽ ở lại nuôi Tờ Linh. Tờ Linh béo lắm. Bọn em thoải mái tinh thần mà. Lương lẹo dã man ấy. Lương lẹo dã man ấy. Em nghĩ là kết quả như nào thì bọn em vẫn vui thôi. Đúng. Bọn em tinh thần chắc. Chắc tinh thần. Lúc đấy thì mới khóc. Thì nhưng mà thôi. Lúc đấy khóc to. Nhưng mà thôi, lúc đấy bọn em sẽ đi về, bọn em làm nhạc. Ờ. Hai anh em cũng sợ, nhưng mà em sợ anh Long nhất. Em sợ Tờ Linh nhất. Nhưng mà nhá, những người mà mình không sợ thì người ta lại có khi ấy, trong rồi. Phút cuối người ta lại làm mình thấy bất ngờ. Truyền động lực truyền và động tinh lực thần và cho nhau. Tốt cho nhau để gì? Làm nó thật là tốt thôi. Gì không, gì? Phải tự làm chứ. Có thể anh Long adlib tí bài của em. Nhưng mà chỉ là adlib thôi. Có thể Tờ Linh bè tí bài của em. Nó chỉ là bè thôi. Tất cả đều là tự làm được chưa? Tất cả đều là tự. Ông nào bảo tôi được viết hộ ấy. Có chịu ấy. Có thôi chị. Thôi, cũng thôi. Thôi, còn chịu em đi. Anh sẽ đấm em bằng đôi môi này. Được rồi. Ok. Không gì đâu. Ok. Ủa, em không có gì để nói cả. Mọi người cứ xem đi. Tự biết, người hiểu vấn đề. Xem đi Rap Việt, HTV2, Bia Channel, 20 giờ tối 7 các tuần. Yeah, sao sao? Sao?